Chào mừng các bạn trở lại với loạt clip hướng dẫn lập trình C cộng cộng căn bản. À, còn cả lập trình C nữa nha. Cả hai cái này dùng chung với nhau được. Ok. Ở đây thì mình muốn giới thiệu các bạn cái phương pháp tìm giá trị âm lớn nhất trong mảng các số nguyên. Cái thứ hai đó là tìm cái giá trị dương nhỏ nhất trong mảng các số nguyên. Ok. Và để tìm giá trị âm lớn nhất trong mảng các số nguyên thì chúng ta ý tưởng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc so sánh thôi. So sánh thì có hai kiểu so sánh, chúng ta so sánh trực tiếp thì cái nào thằng nào lớn hơn thì rõ ràng nó là lớn hơn. Và nó nhưng mà chúng ta lưu ý đây là so sánh các số âm với nhau đấy nha. Và trong mảng của chúng ta sẽ là mảng gồm có số âm và số dương lẫn lộn với nhau. Do vậy chúng ta thứ nhất là phải chọn ra các số. Thứ nhất là nó phải âm này, thứ hai là mới được so sánh được. So sánh kiểu thứ hai là so sánh cũng là so sánh các số âm với nhau và xem thằng nào trị tuyệt đối nhỏ hơn thì chính nó là số giá trị lớn hơn trong các số phân tử các phân tử của số nguyên. Các bước để làm thì nó đơn giản. Bước thứ nhất đó là tìm ra một cái phần tử âm có trong mảng, gán nó là giá trị âm lớn nhất, sau đó là break. Tại sao break? Bởi vì chúng ta chỉ cần tìm ra một phần tử là âm thôi. Bước thứ hai chúng ta sẽ tiến hành so sánh nó với các phần tử âm còn lại, cho nên chúng ta không cần phải chạy hết cả một vòng for để tìm phần tử âm, và chúng ta chỉ cần tìm được cái phần tử đầu tiên và chúng ta break luôn được rồi. Ok, và so sánh thì chúng ta phải tìm ra các phần tử ở trong cái mảng đó cũng là âm, sau đó là so sánh nó với cái phần tử mắc này để tìm ra cái phần tử mắc mới. Sau cùng chúng ta chỉ việc đưa ra kết quả mắc. Và câu hỏi đặt ra, nếu như chúng ta cái mảng cho sẵn ấy, hoặc là chúng ta nhập vào mà nó không có giá trị âm thì sao? Thì việc đơn giản đó là chúng ta sẽ xuất ra một cái thông báo đó là không có giá trị âm trong cái mảng đó, suy ra là chúng ta cũng không có giá trị âm lớn nhất. Tương tự đối với tìm giá trị dương nhỏ nhất trong mảng các số nguyên thì chúng ta cũng làm tương tự như phía bên kia. Chúng ta chỉ thay việc tìm số âm bằng tìm số dương và cái giá trị dấu bên kia thì đổi ngược lại thôi. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang code. Ok. Ở đây mình có ba cái hàm, mình chú trọng vào hàm tìm kiếm. Tìm kiếm mình sẽ khai báo biến max. Max âm. Rồi. Max âm này tốt nhất là khởi tạo cho nó đi. Khởi tạo bằng 0. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm này. Y bắt đầu từ 0. Y nhỏ hơn n và y tăng lên. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm ra cái phần tử đầu tiên âm này. Nếu như a y nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ làm hai việc, đó là gán max âm bằng a y. Việc thứ hai là chúng ta sẽ thoát khỏi cái vòng for này. Ok, xong rồi chúng ta sẽ so sánh y bắt đầu từ 0, y nhỏ hơn n, y tăng lên. Chúng ta cũng kiểm tra nếu như a y đầu tiên á là nó phải nhỏ hơn 0 cái đã. Điều kiện thứ hai của chúng ta đó là a y rõ ràng là nó phải lớn hơn giá trị max âm. Nếu như thế này thì max âm sẽ bằng a y. Ở đây các bạn có phát hiện ra vấn đề gì không? Vâng, đúng rồi. Vấn đề của chúng ta là chúng ta phải kiểm tra cái này này. Chúng ta phải có cái lệnh if. Nếu như max âm này này khác không đã. Đấy, mở ngoặc ra, chúng ta mới kết nó vào đây. Tab cho một cái. Sau đó thì chúng ta chia out ra kết quả thôi. Đó là phần tử lớn nhất trong cái mạng của chúng ta chính là max âm. Ok, nếu như không có phần tử nào âm thì chúng ta eo ra không có phần
âm trong cái mạng. Cái này là tôi ấn than đi. Ok. Rồi, chúng ta kiểm tra những lỗi không? Không lỗi. Đấy. Đây, mình sẽ nhập vào 5 phần tử này. Trừ 9 này, trừ 7 này, trừ 2 này. Giờ là số 4. Đây, chính xác. Phần tử âm lớn nhất chính là trừ 7. Ok. Bây giờ mình sẽ thử lại cái nữa. Bây giờ cũng 5 phần tử nhưng không có số âm nào hết. Đây, không có số âm. Ok. Đó đã thông báo chính xác. Muốn kiểm tra lại lần nữa không? Cho cái nữa. Cũng là 5. Trừ 7, trừ 5, trừ 2, 5, trừ 1. Đây. Phần tử âm lớn nhất chính là trừ 1. Ok. Và bây giờ đến lượt phần tử dương nhỏ nhất. Phần tử dương nhỏ nhất thì bây giờ cái này gọi là min d đi. Min d nhá. Chỗ này là cái min d. Cái này là lớn hơn 0. Đây. Cái này cũng là min d. Min d phải khác 0 này. Bởi vì số dương không phải là số 0, số 0 cũng không phải là số âm. Nó phải khác 0. Y thực 0, thứ nhất là AI phải lớn hơn 0 này, thứ hai là AI phải nhỏ hơn. Cái này là do là mình là min. Min dương này. Cái này cũng là min dương bằng AI. Rồi, chỗ này có phần tử. Cái này là phải lớn nhất nữa và phần tử này là phần tử dương. Nhỏ nhất trong mạng bằng đây chính là D, không có phần tử dương. Rồi. Sửa vài chỗ linh tinh vậy. Kể tiếp. Cũng 5 nhá. Bây giờ mình nhập là 5 này. 8, 7, 9, 4. Đây, phần tử dương nhỏ nhất. Ok. Nó rất là đơn giản đúng không? Bây giờ mình sẽ nhập vào mà không có số dương thì nó nói gì nhá. 5, trừ 2, trừ 4, trừ 7. Đây, không có phần tử dương trong mạng. Ok. Vâng, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau thực hiện được cái thuật toán tìm cái phần tử âm lớn nhất trong mạng và phần tử dương nhỏ nhất trong mạng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.